Được chưa? Rồi tiếp tục cái clip thứ ba của ngày 14 tháng 4 đó. Bữa nay thì tình cờ cũng chia thành 3 clip cho nó nhẹ chút xíu. Đây thì cái clip thứ ba thì em cũng nhắc lại luôn, tất cả hàng hóa bên em bán thì đều bao ship hết nha cô chú anh chị mình. Nhận hàng được quyền kiểm tra thoải mái trước khi nhận, đúng như hàng, đúng như clip em đăng, đủ hàng hóa, đúng số lượng thì cô chú anh chị mình nhận thôi đó. Rồi nhớ mỗi một mã hàng cô chú anh chị cọc cho Nghị 100.000. Rồi tiếp tục là Nghị sẽ vô trực tiếp cái mã đầu tiên của cái clip thứ ba, thì cái mã này là cái mã 151, cái cộng dây đai nha, cộng dây an toàn. Đây cộng dây an toàn này cực kỳ đẹp nha, bên đây nè, cộng dây này thì cô chú anh chị khỏi bàn về cái chất lượng của cái cộng dây thắt lưng này rồi đó. Ở đây em tặng kèm theo một cái này để mình dắt bên những cái dụng cụ mình làm nè, kìm búa chìa khóa rồi nè, thì mình dắt vô đây đó. Đây thì nó có một cái hộp thứ hộp dây kéo vô kéo ra được nha đó. Khi nó vô thì cô chú anh chị mình phải cho nó vô từ từ nha, chứ nó vô liền thúc vô nè nó không vô nha. Đây đó. Thì tại theo cái móc này nó hơi nặng, nó rút vô hơi khó, chứ mình buông ra thì nó sẽ đi vô từ từ mình nên đó. Đây này nó có cái chế độ là nó giống như cộng dây an toàn mình vậy đó, nó sẽ dính lại luôn đó. Nếu trường hợp mà nó bị đột ngột nó sẽ dính lại nha. Đây nó dính nè, dính giống như cộng dây an toàn mình vậy đó, cộng dây an toàn trên xe du lịch vậy đó. Đây hộp này cũng còn đẹp nha. Còn cái này trường hợp mà nếu mà cô chú anh chị nào xiên á, về mình tháo ra mình vệ sinh, nó rất là dễ vệ sinh trong nha, rồi mình tăng dây thiều đồ lên thì cái cọng này nó sẽ chạy ok thôi đó. Cọng này còn đẹp lắm, cọng đang an toàn này thì cô chú anh chị mình khỏi chê. Đây hộp nó đây rồi, đầy đủ nha, nó hai móc nha, một móc cộng dây liền nha, một móc có cái hộp nha đó. Thì hai cái móc này, cái cọng này, thì cái hộp này thì nó có tình trạng nó hơi tét miếng mũ đây chút xíu thôi đó. Miếng mũ này thì để nó ớt cái cục dây trong này thôi, chứ nó cái hộp này thì nó cũng không có cái ảnh hưởng gì chứ, nó không vấn đề gì chứ. Cái khúc dây này á, thì thường là cái khúc dây nè, cái khúc dây an toàn, cái khúc dây mà nó giảm sốc nè, khi mà gặp trường hợp mà nó bắt đánh dĩ mà nó giật mạnh, độ giật mạnh quá thì cái dây này nó còn 2-3 vòng trong đây nè, nó sẽ tự nó bung ra, tự bung ra giống như nó giảm sốc lại được mớ nữa đó. Thì cái hộp này nó chỉ được vậy thôi. Thường là những cái hộp kia thì nó nằm ở trong cái khúc này, nó nằm ở trong cái khúc này, nó còn hai đoạn dây quấn với nhau nữa, khi mà cái đột ngột mạnh quá thì nó sẽ tét cái này ra luôn, nó sẽ tuột cái này ra, nó sẽ xả thêm cho mình thêm mấy tắc dây nữa. Còn cái này thì nó không ở nằm đây mà nó nằm trong cái hộp này đó, nằm trong hộp này, nhưng mà nó bị tét miếng mũ này chút xíu thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Rồi cộng này thì Nghị bán 250.000 nha. Đó, 151, 250.000, cộng này cực đẹp nha. Rồi cái đai này không ăn tiền cái đai này rồi. Còn cái hộp này thì nói chung là nó gời, nếu mình có khả năng thì mình kiếm cái hộp đẹp hơn mình gắn vô cũng được đó. Chứ nó không là gì, cái quan trọng cái cọng dây này, cọng dây này còn chất lượng cực kỳ luôn, như mới vậy đó. Đó, nội mấy cái móc bên này của nó nè, móc ghim của nó luôn nè, nguyên cọng dây này ghim của nó nè. Cái hộp này thì em gắn vô thêm thôi đó, là cái hộp với cọng dây. Rồi mã này 151, 250.000 nha. Rồi tiếp tục tới cái mã 152 là hai cái móc kẹp này. Thì hai cái móc kẹp này thì nói chung là Nghị cũng không có gành là nó xài cho cái ngành nghề gì nhiều nha. Theo mình chỉ nghĩ thôi, thì nó kẹp được sắt đồ này kia á, hoặc những cái vật gì mà cái hàm nó cài kẹp được á, thì nó kẹp nó lôi đi hoặc dở lên thôi đó. Chứ thì mình cũng chưa có xác định là chính xác cái ngành nghề của người ta làm cái gì. Thì hai cái hộp này nó giống nhau hoàn toàn nha. Nó tải nó thì được 250 kg, miệng nó thì được 105 tới 120 đó. Độ rộng miệng này từ 105 mở ra được 120 đó. Rồi đây mắt in da băng đàng hoàng nha. Rồi mã 152 em bán hai cục này 250.000 luôn. Rồi qua bên đây, bên đây là cái mã này, cái cục này, cái này là cái kẹp ton nha,
kẹp trên tấm á, đừng lôi đi, đừng lôi đi thao tác đồ dở lên đồ này kia đó. Thì cái này là cái kẹp tôn đó, cái kẹp tôn nha, tải cái thằng này được 100 kg nha. Thằng này thì nó còn hoàn chỉnh luôn, thằng này chỉ có cái là không vệ sinh, nhìn thấy nó xấu thôi, chứ thằng này thì còn cực đẹp luôn. Thằng này nó cực dày nha. Rồi cái mã này thì em bán 250.000 nha. Cái cục này, cái cục này là cái mã 153, em bán 250.000. Rồi qua 154. 154 thì em có mấy cái này nè, em cũng không biết là nó để nó cạo nó móc cái gì nè. Đó, thì nó là cũng là một cái móc đó, nhưng mà không biết nó móc cái vật thể gì mình không biết nha. Dưới đây thì nó có hai cái chấu nó khuyết vô nè, nó để móc nó giữ lại. Đó, thì cái này em cũng gần ba cái như gì, sắt đặt hoàn toàn nha, rất là nặng. Em bán 200.000, anh em nào có về chế cháo gì được đó chế. Cái này thì nó cực kỳ đó, nó nặng nha, tại sắt đặt nguyên khối không. Rồi mã 154 em bán 200.000 nha. Rồi qua mã 155. 155 thì em có cái cục này, cái cục này giống như cái cục mấy cái cục mà em bán cái mấy cái clip trước vậy đó. Đó, nó cũng giống như trợ lực nè. Đó, như khi mà cái lực mà kéo qua đột ngột á thì nó sẽ dừng lại luôn nha. Nó sẽ dừng lại, nó cũng giống là một cái dây an toàn thôi, nhưng mà không biết nó xài chi có cái cọng cáp này nữa nè. Cọng cáp này dài lắm nha. Rồi cái cọng cáp này không tiền không. Đó, cọng cáp này nhiều cũng có, chứ theo em độ đó là cỡ mười mấy 20 mét cọng cáp này. Đó, theo mà lấy cọng cáp này ra để mình xài thôi. Nè, cọng cáp 6 ly nha. Cọng cáp này còn mới như là chưa xài luôn. Đó, nội lấy cái cọng cáp này ra thôi. Mười mấy mét là chuyện bình thường. Đó, đây thì buông ra thì nó tự chạy vô, cái tay em mà dịnh gì nữa, em còn không có đâu có trước nào mà sợ đâm. Cọng cáp nó như mới, mười mấy mét trước nha, nó cáp gì nè, cáp 6 ly nha. Đó, thằng này không biết nó làm trong ngành nghề gì nha, dưới này nó cũng có một cái móc nữa nè. Nội mười mấy mét cáp này thôi, thì em tính một mét cáp như vậy em cho nó là 15.000 thôi, thì cũng chạy ra cáp không á, cáp với cái móc này không là cũng xê xích 200.000 nguyên cái hộp. Cái hộp này thì nào nghe em nói rõ là em không biết nó xài cho cái gì nha. Đó, có thể là người ta ở trên cao, người ta xả cái móc này xuống, người ta móc cái đồ đạc gì mình không biết nha. Nó làm trong công trình đó, nó còn siêu tem nữa luôn nè. Để em coi coi nó có cái thông số gì không nha. Cái này thì mình cũng không có rõ. Tải nó được 85 kg nè cô chú anh chị mình. Nè, nó để cách thức người ta xài nè. Nó giống như nó treo lên vậy đó, cái nó móc đồ. Đây, không lẽ nó được, nếu nó để đây 30 mét là không phải. Cái này không hiểu bao nhiêu mét nha, nhưng mà em thấy dây này nó tầm mười mấy mét. Rồi cổng này em đang thử luôn, nhưng nếu bán không được chắc em gỡ cáp, thà gỡ cáp bán dễ hơn, bán nguyên hộp này luôn. Em dám nói thẳng cọng cáp này em cầm ra em bán 200.000 tiền bình thường. Cáp với móc cáp xịn nè, dây cực nhuyễn luôn, còn mới chát luôn. Em còn tới mấy hộp như gì lẫn nha. Đó, thì cộng này thì em cũng chả có biết cái giá trị nó luôn, giờ đang bán thí 300.000 thôi. Đó, anh em nào làm được làm. Đó, như tính nội cáp không nhiêu tiền à, nó trợ lực được nha. Đây, nó trợ lực rất là nhẹ nha, nó có lò xo rút ra cũng vô thôi. Cộng dây cáp được mười mấy mét nha, chắc ăn là từ 10 mét rồi đó, nhưng mà không biết nó có hơn nữa không, tại em cũng chưa có đo. Rồi cái mã 155 em bán 300.000. Rồi 156 là cái bu ly này đây, cái gỗ ghẻ có hai cái bu ly. Bu ly này bu ly tạm tắt nha, nó có mở nhanh hai bên đựng để dây vô luôn nha. Đó, cái này thì tải nó được 1.000 kg nè, 1 tấn nè. Đó, nó để gõ gàng nha, 1 tấn. Rồi cục này em vẫn bán 200.000 luôn, còn hoạt động nha. Anh em nào mà tời những cái vật tư lên trên gác trên lầu đồ này kia thao tác làm công trình đó, thì cái này thì 1 tấn này rất ngon nha, nhưng mà đừng ngặt con cái này là 2 bu ly thôi, chứ phải là 1 bu ly mà nó cái tải nó gì em bán 200.000 em không bán đâu nha. Nó thắt kiểu là nó thắt kiểu hai cái bu ly người ta ít xài. Rồi em bán 200.000 luôn. Rồi qua 157 nè, cái này cũng hai cái bu ly luôn, đường kính cũng cỡ 1 cắt, mà cái này nó không có cái
cái mà mình mở ra đừng mình để dây vô, nó chỉ có cái là lòn dây thôi. Nó cái này thì nó đẹp hơn cái này. Nó thì cái này em cũng vẫn bán 200 luôn, anh em nào làm được thì làm. Cái này thì tải thì nó không có thấy để, nhưng mà để trên đây rất là mờ, rồi thành thử mình cũng không có thấy rõ. Rồi cái này thì mã 157 em bán 200.000 nha. Rồi qua tới cặp này, cặp này đây thì có thời điểm anh em, nhiều anh em đặt anh em cái cặp này mua không được thì đều muốn dặn luôn. Bây giờ bữa tới bữa nay nó mới có này. Cái cặp này là cái siết vô đựng nó kẹp vô cái tấm ton á, nó kẹp vô cái tấm ton mình á. Nhất là anh em nào mà mằng ở bên ngành đóng tàu đóng ghe bằng sắt đó, những cái tấm ton mà mình không có thể nào mình cầm mà mình lôi mình nắm được á, thì cái này nó sẽ kẹp vô tấm ton. Bên này nó có mấy cái chấu bén nha, bên này nó cũng có mấy cái chấu bén nha, chấu chạy vòng vòng nó gian á, thì nó sẽ kẹp vô cái tấm ton rất là cứng. Rồi anh em mình khẩu móc trong mấy cái lỗ này xách đi, nó hai đầu nè, nó ép vô rất là cứng nha, đó, nó ép vô cực kỳ là cứng luôn. Đó, hai cây này như mới vậy đó, nhất là cái cây này như mới chưa xài luôn nè. Đó. Thì ở đây thì để em coi nó có để tải nó không, thì ở đây thì em không thấy để tải ở đây, nó để tải tải đây nè, 500 kg nha, được 500 kg là cái nhỏ nha, còn cái lớn này của thằng Super, để em coi nó có để tải nó luôn không. Rồi cái này thì nó không có để tải nha cô chú anh chị mình. Đó, thì cái này thì nó bự, cái này bự gấp đôi cái này luôn. Đó, thì hai cái này, hai cục này em bán 250.000 nha. 250.000, tại hai cục này nó mới quá mới à. 250.000, mã 158 nha, 250.000. Rồi qua 159, đây là một cái cũng một cái kẹp ton nữa nè. Anh em nào mà đóng ghe đóng tàu vào biển đâu nè, là cần cái mà để kẹp tấm ton lôi đều đi nè, thì mấy cái này là đúng của nó nè, nó kẹp rồi nó dở nó lôi đi. Cái này cũng là 1 tấn nữa nha. Đó, cái này em bán 200.000 nha. Đó, cái này em bán 200.000, mã 159 nha. Rồi qua 160 đây, 160 em có một cái gỗ ghẻ nè. Gỗ ghẻ này nó siêu to khổng lồ, cái này chắc có lẽ nó nằm tầm khoảng 30 trên 30 kg. Em chưa có căng nhưng mà em cũng có thể là đánh nó nằm tầm cỡ đó. Cái bu ly nó rất là to nha, sắt nó toàn bộ là tấm sắt đặc không nha. Đây bu ly nó tầm cỡ khoảng 25, đường kính 25 nha. Đó, nó siêu to khổng lồ lắm, nó chạy cộng cáp chắc lớn lắm. Anh em làm công trình lớn mới được thôi, hoặc là máy sắn mút sắn đồ đó. Đây cái đường rộng rãnh của cái bu ly này nó tới là đâu ba phân lận nha. Rồi con này thì em bán cho 500.000 nha, mã 160, 500.000. Rồi qua 161 đây, đây là một cái tăng cáp nha. Cái tăng cáp thì em có hỏi thợ điện là người ta nói cái này là cái tăng cáp thôi, chứ em cũng chưa có từng xài, mình không là thợ điện mình cũng chả có biết cái này nó tăng cáp là cái vấn đề sao luôn. Nó thì đây nó có một cái đường lỗ đựng cáp vô cáp ra vậy nè. Nó này là cái tăng cáp, anh em nào trong nghề mới biết nha. Có thể là nó rút cho thẳng cái dây cáp á, nhưng mà mình không biết cái quy trình nó xài sao thì cũng chưa có làm đó. Không biết nó lòn cáp vô đâu sao đó, thì cái này thì em chưa có gõ nha. Rồi mã này là mã 161, cái tải nó được là 750 kg nha. Đó, đây mã 161 em bán 300. Rồi qua 162, 162, 163 một cái lớn cái nhỏ, cái nhỏ 200, cái lớn 250 nha. Cái nhỏ này thì nó xài cáp 6 ly, nó tải từ 400 tới 600 kg nha. Đây nó có để đây 400 là tại cái xác nó hơi nhỏ, nó là 400, xác bự chút nó vẫn là cộng cáp 6 ly, nó vẫn tải được 600 kg nha. Đó. Còn cái mà này á, thì nó tải nó được 800 kg, là cáp nó 8 ly, cáp 8 ly, tất cả mấy này đều hoạt động hết nha. Cô chú anh chị cứ yên tâm, phần mấy này nó xài không có cái gì chứ, để nó hư chứ. Chỉ có một cái là ăn thua cái cọng cáp mình nó còn im hay không, nó có tưa không, nó có đứt hay không thôi, chứ thằng này nó không có gì để gọi là nó hư chứ. Thằng này là hình như là nó chống hư luôn mà, không có gì để gọi là để cho nó hư chứ. Thành thử nó rất là dễ xài. Đây là để gì nó vô bình thường. Thằng này là ba lắc cáp nha. Rồi cái nhỏ này á thì em bán 200.000.
bán 162, còn cái to em bán 250.000. Thì bên em cái này còn rất nhiều nha, mấy dòng này nè, còn vài chục cái nữa lận. Rồi qua 164, qua 164 đây thì em có nói rõ, thì hôm trước em nhập về 5-6 cái gì đó mà bán hết rồi. Còn một cái này, một cái này là một cái nó bị ngày qua nó bị kẹt cái này, em không có giao đó, em không có bán. Rồi bữa nay em mở ra em kiểm tra là em cho nó chạy con chó đảo chiều này rồi đó. Giả lời cái này thì nó cũng mắc cái móc rồi, tại cái móc bữa đó là cái đầu tiên mà em đăng á, thì em lấy cái móc thằng này em đem qua anh kia em bán rồi, giờ thằng này nó lại thiếu một cái móc đó. Thì làm thì em đã làm hết rồi, đây thì em test trước mắt cho cô chú anh chị mình xem. Thì nói chung á, thằng này á, đây nhiều anh em nói là nó chạy không được, nhiều khi là nó không vô tải hoặc mình không có thao tác đúng nó, chứ cái thằng này nó không có cái gì trọng chân á, nó chỉ bố. Còn anh em mà gặp cái trường hợp mà nó không chạy thì anh em cứ mở ngóc này ra, lấy cái này ra thì anh em sẽ tăng cái chén nó xuống chừng 1-2 găng bố nó sẽ bắt, nó xài bố mà. Có thể là nhiều khi mình làm thao tác không đúng nó là hai quạt nó xài lâu là em không có mở ở trong á. Tất nhiên mấy dòng này thì đa số là em không có mở ở trong, tại nó còn quá đẹp, nó còn hoạt động thì em không có mở, em không vệ sinh, em chỉ bán y nguyên vậy thôi. Nhiều khi nó chạy lâu, nó chạy thời gian, hay hoặc nó để ngoài nắng ngoài mưa, một là dính bố, hai là bố nó lỏng nó không bắt nó, thì hai cái đó mình chỉnh bố rất là dễ nha, nó chỉnh vô chỉnh ra chút xíu thôi, ăn thua mình. Nói chung là mằn quen thì nó dễ lắm, còn như cô chú anh chị mình lâu lâu mà xài á thì nhiều khi không hiểu và nói trời ơi cái này xài không được rồi. Tại thiệt ra nó không phải là nó xài không được đâu, tại mình thao tác chưa có đúng nó thôi, chứ nó không có cái gì mà nó xài không được chứ. Nó ở đây thì đằng này nó rất dễ xài, mà bây giờ thì em cũng không biết sao bây giờ có về đây rồi, không lẽ không bán. Giờ bán về thì hình như là mấy cái này khó bán lắm, em cũng không muốn bán á nè. Bây giờ anh nắm nè, ông cho nó đi nè đó. Đó, còn nếu mình nắm bên đây là không chạy nè nha, mà mình nắm ngược lại bên đây chạy nè, nó ngộ vậy đó. Đó, thì thằng này em cũng biết sao bán cho cô chú anh chị mình luôn. Bán mà nếu biết xài thì về thì dễ lắm, còn không biết xài là hình như 80% là về nói hư không à, em dám nói thẳng luôn đó. Nhiều khi nó không có bắt mấy nào luôn vậy đó. Đó, bây giờ cái này em cũng không biết sao bán luôn, thì anh em nào cảm thấy xài được thì xài nha. Nó về mình coi xài, đồ em bao vào trong không hư, không thiếu đồ, không gãy bể nha. Đó, còn chuyện anh em thí dụ bây giờ mình biết xài mình không mua, để cho thôi về nó khó lắm. Chứ còn cái này thì nó cũng không có cái gì nó quan trọng đâu. Cái này thì cái một tấn nè, mà giờ nó thiếu cái móc. Giờ em chọn sẵn một cái móc rồi, đây chọn sẵn cái móc này với nó. Đó, cô chú anh chị về đấu vô nó thì cái này nó thiếu móc. Giả lại thì tình trạng nó vậy đó. Đó, anh em nào xài được thì xài, nó cũng vẫn đi, nó cũng vẫn hoạt động, nhưng mà nó mình phải biết xài nó mới hoạt động nha, không biết xài thì nó cũng như giống như không thôi, chứ nó không có tốt gì đâu. Cái này bố vô phải thêm chút xíu nữa, siết bố vô chút xíu nữa cây này mới bắt đó. Nhưng mà bây giờ nó gì sao, thôi giờ em nói gì đi lỡ rồi, đem lên đây đăng thì nói luôn, còn chừng nào đăng không được thì gã ra siết bố chút xíu nữa, gã chỉ có chưa quá 5 con ốc rồi. Thì cái này thì em bán với một cái móc này luôn đó, về cô chú anh chị đấu vô em bớt cho 100.000, bớt cho 100.000 là còn thôi, bớt cho 150 luôn, cái này em bán 450.000 luôn. Cái này nó không hoàn chỉnh, bán theo không hoàn chỉnh, 450.000 không bao nha đó. Em bao đủ đồ thôi, tất nhiên đủ đồ bên trong, còn bố còn đủ đồ bên trong nó, còn móc thì cái móc rời nha. Em bán 450.000, bớt 150.000 cho cô chú anh chị mình làm, em khỏi làm đó. Anh chị nào biết thì làm nha. Rồi qua tới bên cái bên này là cái 450.000 này là mã 164 nha. Rồi qua 165, cục này là cục 500kg nha, này nó để model China đó. Thì cái này nó hơi xấu nha, cái này nó hơi xấu, đây cái này nó hơi xấu là có cái xích hơi xét nè, xích 6 ly mà hơi xét nè, xích này cũng tương đối dài chứ không phải ngắn
Nếu anh chị nào mà về mà nếu mà đấu lại xích cục á thì cái này thì em sẽ bán rẻ, nhưng mà em nói gì luôn, những cái dòng này cô chú anh chị đặt lên những cái thuyền bơm nước đồ này kia, treo mấy cái bơm đồ này kia thì cực kỳ hay. Thứ nhất là mình treo mình bỏ trên vỏ trên tàu được của mình á, thì mình không có sợ cái tình trạng là mất cấp nha, tại giá trị nó quá thấp đi, nó hơi xấu, giá trị nó quá thấp, thành thử là mình cũng không có tiếc gì, không lỡ có mắc đó. Xích nó thì cũng cỡ tầm 4 mét lận chứ không có ngắn nha, nhưng mà đặc biệt đây nó không có móc nha, hai đầu xuông xuông băng gì luôn, không có móc luôn đó. Thì em cũng sẽ đem theo một cái móc cho cô chú anh chị mình luôn, đây em sẽ bỏ vô một cái móc cho cô chú anh chị mình luôn, chứ không phải là nói tiếng không có là không có, cũng bỏ vô cho cái móc luôn đó. Đây cây này thì còn hoạt động bình thường nha, chỉ con cái gì xích hơi xét, thằng hơi xấu đó, vỏ bọc hơi xấu, không có móc, giờ để vô cái móc là có đó. Thì cái này thì em sẽ để rẻ cho cô chú anh chị mình xài luôn, cái này 500 kg nha. Đó, cây cây này thì em để cho anh chị mình 350 ngàn thôi đó, 350 này. Rồi cái bá lan 500 kg này nha, ai xài được thì xài, nó hoạt động thì bình thường, chỉ có một cái là nó hơi xấu thôi đó, 350 ngàn về xài lặt vặt vài trăm ký là làm ok hết. Là mã 165 nha, 350 ngàn, rồi 166 đây, 166 em có cộng dây xích 6 ly đó, cộng xích 6 ly, cộng dây xích 6 ly này còn cũng tương đối đẹp đó, tại treo trên đây rồi không có vệ sinh đồ này kia nó thấy gì đó, chứ nó còn khá đẹp. Này là 2 thước rưỡi nha, 8 đầu 3 thước 3, 3 thước 3, 3 thước 4 gì đó, 3 thước 4, 3 thước 4 cộng này 3 thước 4, 6 ly nha, 3 thước 4 em bán 250 ngàn, 166 nha. Rồi qua 167 cũng 6 ly luôn nha, 6 ly cộng này là 4,5 m nha, cộng này 4,5 m, 6 ly 4,5 m cộng này cũng còn đẹp nữa nè, mã 167 em bán 300 ngàn. Rồi qua 168, 168 này 6 ly luôn, nhưng mà loại mắt thưa nha, mắt thưa nó nằm ở trong như những cái ba lan này nè, nó nằm trong như những cái ba lan này nè. Rồi em gỡ ra, cộng này siêu dài luôn nha, cộng này có thể nó trên 10 mét lận, nó tầm 10 mét á, 9m8, 10 mét gì đó. Nó cộng này em bán cho 500 ngàn nha, ai xài được thì xài. Cộng này theo mình về mình 10 mét này mình phá xuồng, phá ghe, vỏ đồ nhỏ nhỏ được đó. Nói chung là nó đỡ lại thôi, chứ nó cũng không có tuyệt đối là nó phòng chống được ăn trộm đâu nha. Nói chung là mấy này nó cũng cắt bình thường thôi, nhưng mình phá thì nó có cái niềm tin chút xíu thôi, chứ thiệt ra thì không có phòng được nó đâu. Rồi mã 168 em bán cũng 500 ngàn luôn, đó 500 ngàn. Rồi qua đây 169, đây 169 thì em có 4 cái chữ thập, thì 4 cái chữ thập bữa nay đẹp nha, 4 cái chữ thập nhìn cực kỳ luôn, nhìn khỏi chê luôn. Đầu cổ thì em bao nha, không gãy, không vỡ, không tét, tình trạng là còn nguyên vẹn hết. Chỉ có một cái là nó một hai cái nó hơi nhăm nhăm nhẹ nhẹ thôi, chứ còn thiệt 4 cây này là khỏi có chê luôn đó. Còn số thì em sẽ báo số cho cô chú anh chị mình luôn, cây này là 14, 17, 19, 21 nha, một cây. Rồi tới cây này mã 169 nha, tới cây này là 17, 19, 21, 23, 2 cây. Cây này quá đẹp, bộ này à, bộ này là số này đọc nè, 19, 22, 24, 27. Cây này là hình như là mấy năm nay em mới có gặp cây này luôn, số cực kỳ lạ, mà số này lại số dễ xài, 19, 22, 24, 27. Những cái số này là kiếm hoài không ra. Rồi tiếp tục tới cây này là cây đầu này 17, đầu này 19, hai đầu này là 21 nha. Cái này 4 đầu mà 3 số nha. Rồi cái mã này là cái mã 169, em bán 200 ngàn, cực kỳ rẻ luôn. Anh em nào mua đi bán lại ha, lấy cái bộ này về bán 2 cây lời 2 cây nha. Cây này 100 hút có người mua rồi, tình trạng pin nha Phúc. Rồi tiếp tục tới 170,
đây 170 đây. 170 là cái gỗ vít nha. Cái gỗ vít này thì em cũng có nói rõ đây, tình trạng nó như gì. Em quay rõ ràng em nói rõ ràng nha. Đó, thì gỗ vít này là 4 kg mà em nói 4 kg là 4 kg tổng đơn là đóng hàng được luôn 4 kg chứ thường em căng có 4 kg 3,8 kg thằng nha. Nó 5 kg thì căng 4,8 kg. Còn 4 kg này có thể làm căng đủ 4 kg tại nó dưới cái mức 5 kg. Đó, nhưng mà dặn mấy thằng lính mà vậy đó mà không biết nó có chất lượng nó có đúng gì không. Nó thì nó xê xích dữ lắm cũng 1 2 cây à. Cái đó em nói thẳng xê xích dữ lắm 1 2 cây. Nhưng mà cái gỗ vít này thì cô chú chị đi phân dân thì 1 2 cây. Nó mấy chục cây trong đây nhìn. Cái gỗ vít này không biết nó có căng lộn không mà cái gỗ vít này nó dung trùng. Nó như vậy nè, mà 200.000 nè. Đó, anh em mua đi bán lợi em dám nói thẳng luôn ha, bán bổ đồng bán cây gì em nói 5.000 thôi. Một cây gì 5.000 bổ đồng hết trong đây. Thì nhẹ gì nhẹ trong cái gỗ này nó cũng 60 cây. 60 cây mà cô chú anh chị mình nhân cho 5.000 thôi là nó cũng được 300.000. Là em tính giá 5.000 là tính giá rẻ nhất luôn đó. 5.000 chừng ta lại hốt hết luôn. Đó, rồi về muốn vệ sinh nữa thì vệ sinh, còn vệ sinh để gì bán luôn. Đó, 200.000 mà một gỗ vít như vậy. Đó. Không gãy không vỡ nha, cái đó nào gãy vỡ đồ này kia em tuôn đầu đồ này kia là em bỏ hết nha. Đó, gỗ vít gì 200.000 nè. Đó, mã 170 nha. 200. Rồi qua 171 nè. 171 em có gỗ bùi lon con 8 nè, gỗ bùi lon con 8 thì em căng 4,8 nè. Toàn bộ hàng bãi Nhật không nha. Đó, chứ không phải là hàng của Việt Nam mình tháo mà dụng vô đây đâu. Những cái dòng găng nhuyễn nè, những cái dòng này thì hiếm cực kỳ nha. Đó. 4,8 như vậy nè, em vẫn bán là 200.000 nè. Đó, nhiều khi mình ra mình kiếm một con bùi lon mà xịn xịn á, mình mua mấy chục ngàn một con. Rồi mã 171 em bán cũng vẫn 200.000 nha. Rồi qua 172. 172 thì hai gỗ đây nè. Nó ai muốn lấy gỗ nào lộ lấy nha. Em có soạn trước, vít cũng có soạn trước luôn nha. Bùi lon tá cũng có soạn trước. Tất cả hàng hóa bên em hình như có soạn trước hết. Nhưng mà có một cái là cô chú anh chị mình á, em không có muốn bán mà để soạn trước như vậy, tại vì có một cái là đa số là lấy gì rồi tàn chê không à. Nhưng mà thiệt ra bữa sau em đăng cũng vẫn y gan vậy, cũng vẫn mua, nhưng mà bây giờ là bán này mà nói không thấy hình ảnh rồi là bắt đầu là đem về là chê. Nó còn thấy gì thì đỡ. Nó cũng soạn y gan vậy nè, soạn trước nè. Nó mà đăng một mã còn mã kia thử coi. Mã này để đợt này nếu có ai chốt em chốt thử một mã này coi còn chê nữa không. Nó hai mã này gan vậy đó. Đó. Giờ mỗi mã là 200.000, 4,8 kg nha. Nhỏ nhất là tầm 2 ly, lớn nhất là tầm 12 14 ly. Là hết lốc, 14 ly, 16 ly nha. Cây này 16 ly trở lại. Đó. Mấy chục cây như vậy có 200.000 để cô chú anh chị mình xách ra mua một cây lục giác 10 gì đi. 80 gì đi, nếu bèo gì bèo cũng 25-30.000. Em dám bao luôn, nhưng đây nó có hàng dài ngắn nó có hết nha. 80 có hết. 6-80 gì có hết. 200.000 mà bao nhiêu nè. Đó, mã 172 nha, 200.000. Ai làm được thì làm. Rồi qua 173 nè. 173 thì em có hai cây cúp nha, hai cây cúp này tuyệt đẹp luôn. Đó, cây dẹp nhọn, cây hai đầu nhọn. Đó. Tất cả là không có gãy vỡ gì trơn, không nứt, không trường hợp là ok nguyên vẹn toàn bộ nha. Rồi cây dẹp á thì nó dài được 55. Còn cây nhọn này thì nó dài được 67. Rồi hai cây này mã 173 em bán 200.000 nha. Coi cầm coi chừng pin nha. Rồi tới 174 đây em có hai cái cây cái này. Đây. Đó, em không biết cây này nó để nó cắt cái gì thì không biết nha. Đó, anh em nào biết thì xài. Đó, thì thấy thì đăng thì thấy gì coi có anh em nào có nhu cầu không. Chứ còn mình nói mình không biết mình bỏ đó thì người ta cũng đâu có biết mà mua. Nó đăng thí lên luôn. Nó cây này cực bén nha. Đó, nó có hình như mũi tên vậy nó cắt đứt luôn. Mà không biết nó cắt cho cái gì mình không biết nha. Còn cái này là em có thấy người ta thao tác ta sử dụng nó nhiều lần là người ta nói cái này là cái bấm ton là bấm cái sóng nhỏ của ton á, là nhiều khi người ta cắt nhà mà em cũng có nhiều lần em cắt những cái sóng nhỏ đó, đừng em gác lên những cái sóng những cái như một cái vách đứng vách nằm á, đừng em gác cho nó ăn nhau á. Thì thường là cắt những cái sóng đó thì khó lắm. Còn này nó bấm luôn cái sóng nhỏ đó nha. Bấm đứt cái sóng nhỏ luôn. Đó. Còn ai nghiên cứu còn có chế cáo gì được chế chứ cái này em không biết nha. Rồi mã 174 hai cây này em bán 200.000. Rồi qua 175.
175 thì em có cái con cắt ống đồng. Con này thì nó cắt được ống tầm 70 nha. Nhưng mà gắt tiếc là cái nào nó cũng đẹp chứ, nó cũng nguyên. Nhưng mà nó lai một con ốc này nha. Để em gắn cố gắng coi em coi mấy cái cây hư bên kia. Nếu mà được thì em sẽ đem một cái con ốc này qua. Thì có một con ốc này là không đúng của nó chắc ăn rồi. Con ốc này bị lai rồi nè. Đó. Thì em nói gõ vậy luôn để em tìm, cố gắng tìm. Còn nếu chừng nào không được thì em sẽ tìm một con ốc xịn hơn con này. Em sẽ để vô. Đó, cho tình trạng đó là nó phải chạy cho như cái giống như 10-19 với cái gin mới được. Đó, chứ còn cây này thì giá 200.000 em dám nói thẳng luôn. Nữ vọng còn nguyên gì thì 200.000 cây này cực rẻ nha. Cắt được ống tới 70 lận, 70 chạy xuống. Thương hiệu thì cũng của em CMC nè. Mắc in da băng đàng hoàng nha. Con này 200.000. Em cố gắng để em lục cái mấy cái kia coi để qua coi nó trùng không. Nếu trùng thì em sẽ thay cho cái cốt của cái lữ này. Nó còn không có thì em sẽ kiếm một con ốc gin, em nếu ai có chốt em bỏ theo. Rồi, mã 175 em bán 200.000 nha. Rồi qua 176. Cái gì? 176 đây. 176 thì em có cái con gian găng. Gian găng này là gian găng tai nha. Đó, có thể là nó bắt trên ống trên cái vật chủ gì đó, rồi cái này thì nó gian găng. Đây. Còn chạy ok nha. Bốn cái chấu còn nè, bốn cái chấu vô ga bình thường luôn nè. Rồi cái lỗ này thì em sẽ đo cho cái lỗ này sơ ngang cái nha. Rồi cái lỗ đường kính của cái lỗ này thì nó được là 44 nha. Rồi hai cái găng lưỡi gian còn luôn nha. Nó phá lưỡi gian rồi còn được đầy đủ đồ luôn nha. Rồi mã 176 em bán 200.000 luôn nha. 176 bán 200.000. Rồi 177. 177 nó giống thịt như cái 176 luôn nhưng mà nó to nha. Nhưng mà nó to hơn nhiều. Thì bữa nay cũng giảm giá luôn. Nó tại vì cũng còn nhiều quá, rồi giờ giảm giá được 30 xuống 250.000. Cây này nó cũng giống như cây mới vừa gọi thôi nhưng mà nó bự hơn. Đó, nó bự hơn nha. Đây, thì nó chạy cũng hoạt động bình thường luôn. Đó, hoạt động vẫn bình thường. Còn đủ đồ hết nha. Đó, bên đây chấu thì bốn cái chấu của yoga cũng vẫn bình thường luôn. Rồi con này em bán 250.000. Mã 177 nha. Rồi qua 178. Qua 178 đây. Con này thì siêu to khổng lồ bớt chứ không được rồi. Đây cũng mắc in da băng nha. Đây con này hoạt động bình thường. Cái này là cá đảo chiều. Nó đảo chiều là bằng hai cái đó nha. Nó đảo chiều là bằng hai cái đó thôi. Rồi, hai cái lưỡi gian còn luôn nha. Rồi bên này bốn cái chấu đây, em sẽ lăn vô ngăn ga cho cô chú nhìn xem. Bốn cái chấu vẫn hoạt động bình thường nha. Đây. Bốn cái chấu kẹp cũng vẫn hoạt động bình thường. Rồi. Cái cục này em bán 300.000 nha. Mã 178. Bán 300.000. Rồi qua 179. Đây 179 đây. Ba cái kéo này. Một cây này xây nó là 350. Đây yoga bình thường. Lữ không có thấy dấu hiệu mẻ nha. Dữ lắm nó tưa tưa nhẹ nhẹ thôi. Cây này còn hoạt động ok nha. Một cây cắt kẽm nha. Đây một cây cắt kẽm. Cái cắt kẽm này có phá luôn nha. Nhưng mà nó hơi hở rồi. Rồi một cây này xây 450. Đó, cây xây 450 này thì lữ thì cũng còn tương đối mẻ ngoài này chút xíu thôi. Đó. Đây thì về cô chú anh chị mình có ấy thì mình mang cái đồ cũ mà về coi sửa soạn lại tăng trang đường để nhẹ nhẹ xài. Đó. Rồi, ba cây này của mã 179 nha. Em bán 200.000. 179 200.000. Rồi 180 nha. 183 cây này. Đâu? Ba cây này. Đây, cây này cái cắt kẽm nha. Ok.
cây này cây C350 nha. Đó, cây này cũng còn đẹp nè, lử có hơi tưa tưa nhưng cũng không ảnh hưởng về lấy đá cắt vuốt nhẹn cái thôi, hoặc để về cắt luôn, cắt sắc 6 sắc 8 bình thường. Cây này sắc 6 sắc 8 cô chú anh chị khỏi sửa luôn, đưa vô cắt bình thường hết. Cây này hiệu hết nha, C350. Rồi qua cây bên này cũng còn đẹp nè, nó lử còn lử này nó hơi tưa thôi chứ không phải mẻ nha. Lử này mình chịu khó về lấy đá cắt mình vuốt nhẹn cái thôi, vuốt nhẹ giống như mình mài đi, mài cho nó đừng có tưa này nữa thôi. Rồi bắt ốc đồ lại ngon lành hết, xài ok. Cây này cắt sắc 10, sắc 10 là chắc ăn luôn, bao sắc 10 luôn. Còn lên nữa thì mình xài cũng phải nương nó chút nha, nó lên nữa chẳng được, nhưng mà mình cắt phải biết chút xíu. Đa số là cây những cái dòng mà của hàng bãi Nhật á, cô chú anh chị cắt đừng cho khi nào mà mình cắt là cho đứt ngọt xuống nha, đừng cho nó bẻ ngang nha, nó mà dẹo ngang gì cái là nó mẻ. Đó, hàng chợ mình nó không mẻ, nó chỉ díu thôi, chứ hàng này mà dẹo ngang là mẻ nha. Rồi ba cây này 200.000, ba cây này có 200.000, cô chú anh chị là về làm sơn cái một cây này thôi 200.000 rồi, cây bự em dám bảo đảm luôn, tại nó không có mẻ, nó chỉ tưa tưa thôi. Cái đó thì mình sửa được, tại vì biết làm sao em nó sửa được không, cái vàng tăng đưa này nó chưa tăng đưa nè, nó chưa tăng đưa, tất nhiên là mình còn xử lý tới đây được một cơ khoảng một ly, ly mấy nữa được. Nhìn vô đó là biết cái nào còn sửa được cái nào không. Thực tiên mặc dù nó có mẻ sơ sơ mình vẫn làm được. Rồi tiếp tục qua 181 nha, một cây cắt cảm nha. Rồi một cây này xây xây của nó là 350, cây này cực đẹp luôn. Đây cũng tưa nhẹ thôi chứ không phải là mẻ nha, cây này về xài luôn cũng được bình thường. Sắc 8 là ôm luôn chắc ăn, sắc 10 nhiều khi mình cũng phải gán nó một chút, sắc 10 thì nó cắt xích ngoài mũi nó hơi đau cây kéo. Cây này cực đẹp nha. Rồi cây này cũng vậy luôn, xe 350 luôn. Cây này lử đặc biệt, cây này lử không mẻ nha, nó lử không có mẻ luôn. Đó, hai cây với cây này là ba cây, mã 181 cũng 200.000 luôn. Bây giờ rồi qua mã 182. 182 thì một cây cắt kẽm nha. Rồi một cây này thì nó không phải cắt nhưng mà nó bấm lỗ hoặc là nó đột dây xích gì nè. Đây, nó có một cây đầu nè. Nhưng mà thằng này thiết kế chắc cũng muốn bán cũng hơi khó lắm, ít ai xài. Đó, thì cũng bán thí luôn, coi ai có cần xài không. Nó bấm lỗ to hay đột dây xích gì nè. Chắc là nó cũng có thể là đột dây xích được. Đó, nhưng mà thằng này đột dây xích thì nó cái kiểu cọ nó hơi gồm gà quá. Rồi hai cây này nha, em bán cũng 200.000 luôn. Mã 182 nha. Mấy này thì đăng, nói chung là cũng gắn đăng cho cô chú chị coi có ai cần không thôi, thì chứ mấy đó thì ít ai xài lắm, em vẫn biết mà. Rồi qua đây hai cây này, một cây này xây nó là xây 300 nha. Cây này còn cực đẹp luôn. Cái nào anh này anh em nào về xiên cái làm nhẹ cái lử chút xíu, nó chỉ tưa tưa nhẹ nhẹ gì thì nó không ảnh hưởng gì cho cây kìm cây kéo chứ. Em dám nói thẳng, em dặn em nói đây luôn, tại không phải mình dạy hay gì, cô chú anh chị mình thông cảm phần đó. Cái này mình biết sao mình nói vậy thôi chứ không phải ở đây mình dạy đời dạy khôn gì chứ. Thường là những dòng kéo cắt sắt này cô chú anh chị nên tốt nhất đừng có nên chỉnh cho nó sát nha, nó sát mà nó còn hở gì nè, đó là cái kéo này bị thất bại lắm, có thể xài không biết nó bị chề luôn, nó bị dẹo ngang luôn. Mình chỉnh lúc nào nó cũng còn giống như một cái đường kẻ, giống như một cái mỏng hơn miếng giấy mình nữa, là mình thấy chỗ hình bên kia có ánh sáng, hoặc là bằng miếng giấy mình cũng được. Tại khi mình cắt sắt không khi nào mà mình cắt xuống hết kéo mà nó mới đứt đâu, cắt có thể còn một khoảng hở rất là rộng là cây sắt nó đã đứt văng ra rồi đó. Thành thử mình không có cố tình mà mình phải chỉnh cho nó sát, giống như cây này nè. Cây này sát rồi mà còn dư nè, nó em bóp rồi em buông ra hở tự động hở ra. Thì những cái dòng kéo mà chỉnh như gì nó dễ hư lử lắm nha. Hai cái lử nó cắn với nhau, nó với nó cắn với nhau, nó cắn phía sắt nó không sao nhưng nó với nó cắn với nhau nó đau dữ lắm. Nó sẽ dễ hư, dễ chẹo cái lử lắm. Đó. Thành thử á, những cái mẻ dăm dăm này mình không quan trọng tới nó đâu. Nó không cần phải sát tới mức độ đó đâu. Đó, bởi vì cô chú anh chị nhiều khi lại lựa cái kéo nhìn dở lên nhìn đừng cho chỗ ngang cái mặt trời bên kia, cái đó là rất sai lầm. Đó. Không cần tới mức độ đó đâu. Đây còn cây này. Đó, cây này có mẻ nha. Nói chung cây này mẻ thiệt nhưng mà cắt sắc 10, sắc 12 em bao luôn. Em dám nói thẳng luôn. Bao cắt luôn. Đó.
Đây cây này thì nó hơi cứng nha, giờ anh em xả ốc nha, rồi vệ sinh sơn cây này nó hơi cứng. Cây này có thể là mình về mình làm nhẹ cái, mình cắt sắc 10 bình thường. Đó, xả mấy con ốc này ra nhẹ 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 cái, còn nhẹ chút khỏi mài luôn cũng được, tại nó không tưa mà nó mẻ nhẹ đang chỗ, về khỏi mài luôn, có thể là xài được luôn. Cây này xây của nó tới 600 lần nha, một cây xây 600, cây xây 300. Đó, hai cây này 200.000. Rồi tiếp tục tới cây này cũng xây 600 luôn nha. Đây cây này lử cũng tươi nhẹ thôi chứ không có mẻ nha, tươi rất là nhẹ, mình nói tiếng mình nhìn có thể là muốn không biết luôn đó. Nhưng mà có sao thì em nói gì cho cô chú anh chị mình dễ có xử lý. Còn cái cây bự xây 600 nè cũng có mẻ nha. Đây đó, nhưng mà thí dụ một cây kéo như gì mà hai bên mẻ bên cũng chưa chắc là ảnh hưởng, nhưng mà vẫn như mình vẫn còn xài được nha. Một lưỡi chịu, một lưỡi cắt vẫn bình thường đó, sắc vẫn đứt. Cây này cũng xây 600 nha, lưỡi thì một bên đẹp một bên xấu. Rồi hai cây này em cũng vẫn bán 200.000, về ai xử lý được thì xử lý nha. Rồi tiếp tục tới mã 185. Đây em có hai cái con hai cọng thước này nha. Hai cọng thước này thì nói chung là bán thì bán văn nghệ chơi thôi, chứ dịch nên không bán, tính kiếm cây nhỏ nhỏ mấy cọng vô bán. Mà hai cây này đều 50m hết nha. Hai cây này dây còn cực đẹp luôn, dây còn cực mới luôn. Đây này là em chưa vệ sinh nha, chỉ lau dầu bên ngoài thôi, lau hình thức bên ngoài thôi, chứ dây là chưa có thuốc ra lau nha. Dây này còn nguyên hết, tay cầm tay nắm đều còn nguyên hết nha. Đó, cây 50m này cực kỳ đẹp luôn. Đây để 50m đây nha, 50m một cây, dây còn đẹp lắm nha cô chú anh chị mình, dây không có đứt không có gãy gì nha. Đây tới một cây này nữa, cây này cũng 50m luôn nha. Đây dây này cô chú anh chị về vệ sinh cái một. Đó, nó đóng bụi thôi, đóng bụi nè, đóng bụi đóng đất đây nè, mình chà ra, về mình chịu khó mình chà. Thì em bán, nói chung là bán cái này là bán rẻ rẻ cho cô chú anh chị mình tự về vệ sinh nha. Nó khúc ngoài vậy thôi chứ khúc trong đẹp lắm, khúc trong đã ít ai xài, nó rất là đẹp, nó chỉ có khúc ngoài thì nó hơi xấu thôi. Rồi hai cái cây này thì nó thẳng bán 200.000, thì hai cây này cô chú anh chị mình đi mua hơi bị khó, giá 200.000 nha. Đó, thì em bán cái cặp này 200.000 cho cô chú anh chị nào cần thì xài. Đó, anh em nào làm thợ làm thầy bên xây dựng rồi này kia thì mấy cái cây thước này thì nó cũng cực kỳ kỳ hay nha. Nó sợ nó thì dây này dây không có bị giãn nha. Rồi cặp này là mã 185. Đó, đây cũng 50m nha, thương hiệu đây. Rồi cặp này em bán 200.000, về vệ sinh sơ cộng dây cái xài thôi, còn nếu không làm biến để gì luôn cũng vẫn còn thấy số rõ ràng nha. Rồi 185 200.000 luôn. Rồi 186 đây, 186 có ai biết cái này không? Đó, có ai biết cái này không? Cái này nó có cái giống như cái đồng hồ nha, có nút chỉnh đây sao nữa nè, mà cái này mình không biết thiệt, không biết nó còn hoạt động hay không nữa, mình cũng không biết cái đồng hồ này luôn nha. Nó đo áp sức nước, áp sức gì đó, cái này mình không biết nha. Đây đó. Nó đo áp sức nước đi qua, hay đo lưu lượng qua nước qua ha, cái gì qua đó, nó có chiều mũi tên, nó chạy nước ha, là khí hay là nhớt gì qua nè. Đó, đồng hồ này chắc đồng hồ, một là tính khối lượng nè, hai là đo áp sức thôi, chứ còn thiệt ra em cũng không biết cái này là cái gì luôn. Rồi cái này thì chỉ nói vậy thôi, còn em cũng biết đo cái này đo gì luôn. Rồi mã 186 em bán 200.000 luôn, ai xài được xài. Rồi qua 187 em có cái này, cái này thì em bán tới 300 lận nha, tại nhỏ nó không biết. Đó, cục này thì đúng là em bán rồi, nó còn một cái bơm nữa, một cái bơm ben thủy lực nữa, ben gặt á, ben gặt thủy lực cầm trên tay á, để gặt thằng này nè, nó trắng toan nha. Đó, nó nguyên bộ của nó đủ đồ chứ, nó cái này là cái trắng toan, mà giờ em gặp trong đây nó tới hai cái trắng toan nè, giờ đem ra bán một cái đây, còn một cái anh kia anh có là ghé thì để đánh cái này nữa cho anh đúng đủ bộ anh định làm. Đây đó, nó trắng, nó cắt toan nha, trắng lỗ toan, trắng lỗ tròn nè. Đó, cốt này cốt gời nha, có thể mình dặn ra được nè. Nó chén này cũng chén gời luôn. Đó, trắng lỗ toan nha. Bên em thì cái chén này thì nó có nhiều cỡ lắm nha, nhưng mà không biết làm sao anh em xài cái cỡ nào.
Thì giờ trước mắt em bán hai cái chén này. Hai cái chén này. Hai cái chén này với cái cục này thì đưa vô cái T-Bend vô đây thì mình gạch tự động là nó sẽ nhận số. Rồi, thì hai cái ti này, hai cái chén này với cục này còn cực kỳ mới nha. Đó, cục này còn cực kỳ mới luôn. Đó, hai cục như gì? Với cái này em bán 300 ngàn. Ai xài được thì xài. Này đấu ống vô, ống nhớt vô cái rồi. 300 ngàn, mã 187 nha. Rồi qua 188 thì cũng có cái cục T-Bend này. T-Bend này 188 nha. Đây. Thằng nó đây, thằng nó là dài được 28 nha. Rồi tổng chiều dài nó được 38. Rồi ti này thì ti 25 nha. Còn rất là đẹp. Cái này mới giống như chưa xài vậy đó. Đây còn mấy cái ống mà nó để cái lỗ mà để đấu mà ba cái đầu dây vô đựng Bend nè. Thì nó còn mấy cái mũ chụp lại luôn nha. Rồi cục này thì em bán 300 ngàn nha, mã 188. Rồi 189 là cái thước này, em bán 300 ngàn luôn. Bán 400, giờ sửa lại 300 luôn. 300. Rồi cái thước này là mã 189 nè. Đây cái thước này lên xuống bình thường nha. Đó, đây. Đo chiều cao hay gì á. Cái này thì em cũng không gành không nha. Đó. Đủ rồi, này thì nó còn rất là đẹp nha, số đồ còn coi rất là rõ luôn đó, nhưng mà tay mình nhớt á bóc vô nó hơi xấu xấu vậy thôi, chứ cái này thì nó còn đầy đủ hết. Trên này nó còn hai cái nút gì nữa không biết, nó có gì trong đây không, cái này em gạnh nha. Đó, đầy đủ gì đó. Rồi bán cục này là 300 ngàn nha, mã 189 nha. Rồi qua 190 đường kìm đây, mã 190 đây, mã 190 em có cái cây này là cái đội này, cái đội này nó thì hơi nhỏ, không biết được 2 tấn hay không nha, thì theo mình độ là nó chắc được tấn, tấn ngoài thì được, tấn thì chắc được đó, nhưng mà không biết lên nữa, không biết sao tại cái này nó rất là nhỏ, còn cái bên đây nó bự hơn chút nè, để 2 tấn nè. Mà thằng này thì mình không có gõ nó được nhiêu nha, tại vì tem mạt thì nó mắc hết rồi đó, nước sơn thì còn đẹp mà tem mạt đều mắc hết rồi. Đây thì em sẽ bơm lên cho coi đó, rồi đây lên xuống bình thường nha, lên xuống cực lặng cực êm luôn. Rồi cây này em bán 300 ngàn nha, khoảng 250 thôi, sổ luôn, xiết xiết đựng vài bữa đi chợ, bữa hai bữa đi chợ. Rồi 250 ngàn luôn nha, mã 190. Rồi qua 191 nha, 191 thì cây này chắc không bớ được, cây này 2 tấn, cây này còn cực kỳ đẹp luôn, cây này còn cực kỳ đẹp luôn. Đây. Mấy cây này thì lên xuống ok hết, ti còn đẹp nha, không có sọc không gì nha, nên rất là lẹ luôn. Rồi con này em bán 300 ngàn nha, 191 nha, 300 ngàn. Rồi qua 192, 192 em có con đội cơ nha, đội này đội dặn, con đội này thường là nó cỡ khoảng 2 tấn á. Con này nó không có để nhưng mà em bán hoài em biết con này tầm cỡ khoảng 2 tấn nha. Đây xuống nè, 2 khớp nha. Mấy con này thì đội lên xuống rất là nhẹ, chứ nó không có gì đâu nặng, nó dặn rất là nhẹ nha. Nặng hết cái này cũng hơi bị lâu á, để coi lên hết trên tầm nó nhiêu, lên hết chắc nó được tầm cỡ khoảng 30-32 gì, còn xuống hết coi. Để mình ngồi đây mình đợi mình dặn lên, nhưng xuống đo nữa lâu lắm thì khoảng khoảng tầm chừng vậy thôi, tại vì một mắt nó thật này cỡ khoảng 1 tấc, cái thằng thì hơn tấc nữa, thì
thì ba mắt, hai mắt với một cái thằng nữa thì chạy ra nó cũng cỡ ba cấp hai vậy. Đây xuống lớp dưới này. Xuống nha cô chú anh chị mình, cây này đẹp lắm, cây này đi hai tầng, nó xuống hết nó tầm cỡ khoảng tấc hai tấc ba gì cỡ tấc gửi á, xuống hết nha cỡ tấc gửi rồi lên hết cỡ khoảng ba tấc hai rồi cô chú anh chị này xài được xài nha, 300.000 rồi 192 nha rồi qua 193 thì con này bữa nay bớt luôn, bớt thì nào bán được thôi. Chết rồi. Đây, con này chắc cỡ mười mấy tấn được. Tại nó, đây. Lên xuống gấp cực kỳ là nhẹ, mình xỏ cây ngang mình xeo lên thôi. Dặn lên thôi. Đó, con này cỡ mười mấy tấn á. Cái tải nó. Độ cao thì nó cũng khá là cao đó. Cái này thì anh em nào làm gai đồ này kia mình để mình canh mình chim đồ này kia mình đổi lên những cái vật nặng hay lắm nha. Con này xuống hết tầm cỡ khoảng 35 nha, tại vì nó còn một cái chén chụp trên này nữa, cái chén để sống đựng mình kê lên á là nó không có mình thao tác mình quay á cho nó chạy theo nó nhẹ, còn bây giờ thì nó không có chén nó rồi đó. Về mình có thể mình tiện cái chén khác mình chụp lên đó, còn lên hết thì nó tầm chắc lên được 3 tấc nữa đó. Lên được 3 tấc nữa là sẽ ăn rồi đó, là nó tầm có khoảng 6 tấc rưỡi á, cho 6 tấc thôi, lên hết cỡ 6 tấc á, nó cao lắm. Rồi con này 400 nha, sửa luôn, mã 193, 400 nha. Rồi qua 194 nha, 194 thì em có hai cây đội ship nha, đây hai cây đội ship, đây, hai cây đội ship này. Thì tất cả ba cái đội nãy giờ thì em không bao nha, cái nào bao em nói bao. Rồi, tất cả cái ba cái đội rẻ tiền nãy giờ là em không có bao nha. Đó, anh em về xài được thì xài. Đó, còn hai cái đội ship đây. Thì hai cái đội này thì cây nhỏ chắc cỡ 500 kg, cây lớn chắc cỡ 750 kg đó. Thì em bán hoài thì nó tầm vậy đó. Con này không phải rồi, để một lát em đổi con bự hơn con này chút xíu, con này nó bị thiếu cái một cái phe nè, thiếu một cái đúng là nó một cọng phải không ta? Ủa đâu phải đâu, phải à, nó nhiêu à, nó gì à, phải lên đây nó có cái phe chặn rồi, phải ta? Nó tụt lại đó hay gì á, thôi để lát em coi coi đổi không được thì em gắn cái phe đó lại gần đó rồi coi nó làm sao. Đúng lý cái phe nó phải nằm ngay cái rãnh này nên nó mới đúng của nó, nhưng mà sao bây giờ mà cái này nó nằm tế mị đằng này không biết, hình như là không đúng của nó. Rồi để lát em coi em kiếm cái phe em chụp vô đây, rồi thì chụp, còn chụp em đổi cho cây khác có thể bự hơn cây này một chút. Rồi cái mã này hai cây đội ship thì em bao cái vụ đó cho, thì không có em được cái khác. Mã 194, 250.000. Đấy nên nó chỉ thiếu cái phè thôi. Cái phè nó bắt ngàn đó nó cài lại thôi. Rồi. Thế mã 195. Đây mã 195 đây. Cây này cây siêu quyết nha. Cây này thì anh em nào trong nghề thì lâu lâu mới được một cây. Rồi anh em nào coi được thì lấy, không được thì thôi nha. Chứ còn cây này thì không có bóp, không có gì được nha. Tại cây này tiền trước xong em bao luôn là 100.000 rồi đó. Đây cây này vừa cắt nha. Vừa cắt vừa bẻ nha. Đây bẻ được sắt đây. Cô chú anh chị mình coi rõ nha. Thì ở đây em không biết là nó, tại mình cũng không có chuyên ngành bẻ cái này. Đó, không biết là nó bẻ được sắt mấy, nhưng mà em thấy mấy cái cây bẻ sắt này nó to lắm, có thể là 14 mình ăn được, 16 ăn được, trở xuống nha, chứ còn lên nữa thì em không bao đâu. Đó.
cây này vừa cắt vừa bẻ được, còn nó cắt thì cắt được sắc 12, 14 nha, 14 cho suốt. Đây cây này còn nguyên vẹn lắm nha, cây này đã lắm. Nội bây giờ em nói là nó quá đáng nha. Nguyên cái dàn bẻ sắt này không là cũng được đủ tiền nè, khỏi cần cái dàn cắt này luôn. Nhưng mà dàn cắt này còn lành lặn lắm nha, tới hai lỗ cắt nha. Đây cái dàn này, cây này còn mới lắm, thấy gì đó, cây này còn đẹp lắm. Cây này dài lắm nha. Cây này của MCC, đồ đạc đủ hết nha, vừa cắt vừa bẻ. Cây này tổng chiều dài của nó đây, tổng chiều dài của nó là 105 nha, 101, tổng chiều dài là 101, tới đẳng chưa bố? Chưa hụt lắm chứ. Rồi tổng chiều dài nó tầm cỡ khoảng 105, 101 đó. Thì cây này vừa cắt vừa bẻ luôn nha, cắt được cỡ khoảng sắc 14 trở lại mà bẻ cũng vậy luôn nha. Rồi con này em bán 550 ngàn, thôi bán 500 thôi, 500 luôn, 500 là tiền ship 200 rồi đó, còn 400 đó. Rồi bán 500, con này mã 195 nha. Rồi qua 196 đây, một con bấm mắt xích nè, bấm mắt xích nha, bấm mắt dây xích cho nó hở ra được mình nối lại. Rồi đây thì nó có một cái chỗ để mình bóp cái mắt dây xích lại được mình hàn lại. Đây thì nó có lỗ giờ ra giờ vô, đựng cái cỡ mình làm đó, mở to mở nhỏ. Đây con này thì hình thức nó là gì, nó là gì nha. Rồi con này em bán 300 ngàn, ai cảm thấy có nhu cầu thì hốt nó về, em nó về. Rồi 300 ngàn con này nha. Rồi tiếp tục qua con bên đây, con bên đây là con cắt cắt bột xong. Đây con cắt bột xong nha, cắt này cắt được 10 nha, 10 trở xuống. Đây con này còn hoạt động bình thường, ok hết nha. Con này cũng của MCC luôn đó. Thay của nó tầm cỡ khoảng là 600 hay gì đây, thay nó 750 nha, độ dài 750. Rồi con này em bán 250 ngàn nha, con mã 197 nha, 250 ngàn. Rồi qua một con 198. Đây thì con này cắt em cũng không rõ nó cắt là cắt cái gì luôn. Đây thử nó lên hết như gì nè, nó không lẽ nó cắt nhôm sao, cắt ống nhôm, ống nhôm vuông á. Cái này thì em không rõ nha. Đây đó, anh em nào coi nghiên cứu coi, cái này thì không biết thiệt. Đó, còn lử nè, dàn đế nó gì luôn nè. Rồi con này bán 200 ngàn nha, mã 198 chứ, 198 em bán 200 ngàn nha. Rồi 199 này là một cái cây cắt bù sông. Cắt này bù sông được 8 ly trở xuống nha. Đây thì mở lên thì mình đẩy lên cái nó hả cái miệng ra nè. Đó. Đây. Cây này còn cực đẹp nha. Rồi mình bóp xuống là cái đầu mình bóp hơi dài nha. Rồi qua cái sau mỗi cái là một mắt. Đó. Nhắn xuống gì bóp xuống gì hoài nó cộng lực mà. Bóp tới hết là nó đứt rồi. Đó. Rồi, mã này em bán 250 ngàn, 199 nha. Rồi qua mã 200. Mã 200 là có này, cây bấm cốt thị lực nha, bấm cốt thị lực đây, còn đầy đủ nha. Đây thì em có bơm nè, em bơm lên cho cô chú chị mình xem nha. Còn này là em chưa có gớ động gì chưa nha, thì nó không có cảm giác gì nhiều nha. Nó cũng lên nhưng mà cái cảm giác nó rất là yếu, nó rất là yếu cái đầu này. Nó thêm cái nữa là nó mắc cái đầu cắt, mắc cái đầu bấm trên này đó. Còn cái này thì nó còn nha, chốt khóa đồ còn, cây này còn cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà không biết tại thiếu nhớt hay tại cái gì, cái này mình không biết nha. Nó lên rất là yếu. Anh em nào coi chế cháo được không nè, nó có lên rồi em bấm nó xuống nè. Đó, bấm nó tụt xuống, nó thấy không, bấm hơi cái tụt xuống rồi buông ra này, bấm nhẹ nó lên cái cảm giác tay mình là nó lên rất là ít nha. Đó, có thể nào là do cái phút này nó bị dòng cái dòng xin này nè, nó mình về thay dòng xin này không. Cái này thì em không rõ nha, chỉ biết vậy thôi. Thì con này thì em bán giống như bán sát thôi. Đó. Mắc cái đầu trên này nữa nha. Hai cây giống hệt nhau thôi. Rồi con này em bán 300 ngàn nha. Mã 200. Cây bấm cốt mà bấm thủy lực. Bán 300 ngàn.
mã 200 nha, mã 200 bán 300 ngàn. Rồi tiếp tục qua bên đây. Rồi con này cũng là cây con bấm gót thị lực nữa hay gì nữa nè. Đó. Đây. Con này thì bơm còn lên nha. Con này còn bơm lên rõ ràng luôn nè. Đó, bơm lên ốc ốc luôn nè. Đó. Nó được nhiêu thôi. Rồi mình xả. Đó, xả nó xuống á, thấy cô chú anh chị mình thấy không? Nó mắc cái đầu rồi trong này rồi. Mắc cái đầu cắt trong này. Này cắt hay là ép cốt gì mình không biết nha. Đây, lên bình thường nè. Con này lên rất là mạnh nha. Lên phà phà luôn. Đó, cô chú anh chị mình thấy đó. Nè, tới đây là nó hết là bơm cứng nè. Nó còn rất thích bởi bơm không xuống nữa. Nó rất là cứng nha. Đó, tới khi mình xả ra nè. Đó, nó xuống rõ ràng không? Đó, con này lực lắm nha. Con này thì em cũng bán 300 ngàn luôn. Đó, anh em xài được con nào thì xài. Đó, thân hình nó gì đó, nó còn đẹp lắm nha. Rồi con này cũng 300 ngàn. Về anh em mình coi thêm đồ được vô chế cháo gì đó thì làm. Con này em bán 300 ngàn luôn. Mã 201 300 ngàn. Rồi qua 202 đây thì có con này là một con nhỏ nha. Con đội cá sấu nhưng mà con này nhỏ. Con này chắc cỡ 1,5 tấn. Tấn rưỡi. Cái này thì tại nó mất em hết rồi, mình không có xác định 100% luôn nha. Nó thì em nói nó tầm cỡ khoảng chắc cỡ 1 tấn thôi. Cỡ 1 tấn đi, khỏi có nó nhiều đó. Còn nó hơn được nữa là mừng đó. Con này thì còn như mới vậy nha đó. Thì như ba con đội này nè thì em bao. Em bao là trường hợp là về. Ví dụ mà giờ mình thứ nhất bơm lên nè, thứ hai bơm đưa tải vô, bơm lên mà bị xì nhớt đồ này kia đó. Một là mình thương lượng giá cả, có thể em bớt đựng cho cô chú anh chị mình làm. Còn thứ hai nữa, cô chú anh chị mình không có chấp nhận được nó thì cứ hoàn về cho em nha. Thì với ba con này làm bao vậy thôi. Còn mấy con kia thì nói chung mấy con đội rẻ tiền hồi nãy thì em không bao nha. Nó như mấy con này thì bao vậy thôi. Thứ nhất là bơm lên nè, thứ hai tải để tải vô mà khi mà nhận hàng á, thì cô chú anh chị mình thử giùm cho em luôn nha. Đó, đây. Còn nếu anh em nào muốn muốn mua không bao á, thì em tính theo không bao. Con này gọn lắm nha. Con này anh em nào mà có chiếc xe như mấy chiếc tải của anh đồ này kia thì mấy con này đem theo nó gọn dữ lắm nha. Tại nó nhỏ lắm. Nó nhỏ lắm. Nó cực kỳ ngon luôn. Rồi con này em bán 350 ngàn. Rồi. Mã 202 nha. 350 ngàn. Rồi qua đây. Thế 303. 203 chứ. 203 là cái con này. Con này lên xuống cũng ok luôn. Đó. Rồi 203 nha. Đây. Đó, cô chú anh chị mình coi em đội lên bình thường nha. Còn trường hợp mà cô chú anh chị thấy nó không lên á, coi chừng mình siết cái quan nó có kỹ chưa. Đó. Cái quan nó có kỹ chưa nha. Chứ em test là toàn bộ là đều lên hết nha. Lên và không xuống luôn. Chừng nào mình xì mới xuống. Đây. Nhiều khi cô chú anh chị mình siết cái quan này không kỹ thôi. Chứ em bán là lúc nào em lên em mới bán, còn không lên em không bán đâu nha. Rồi con này em bán 400 ngàn. Đó, về là shipper giao tới, cô chú anh chị mình cứ thử tải liền cho em. Nếu cảm thấy xì sọt hay không lên, cứ việc hoàn trả cho em thôi. Con này em bán 400 ngàn. Con này tầm cỡ khoảng 2 tấn nha. Tải được cỡ khoảng 2 tấn. Rồi 203. Bán 400 ngàn. Rồi tiếp tục tới 204. 204 con này to hơn nha. Con này rất to và rất mới luôn. 204 con này rất to và rất mới luôn nha. Đây xung quanh đây cô chú anh chị mình xem nè. Như mới chưa xài luôn. Con này thì mấy dòng này mới về không nha. Mới chọn ra. Đó, đây cực đẹp luôn. Đủ đồ hết nha.
đây em bơm nè, mấy con này em bán giá này em dám nói thẳng với cô chú chị mình luôn ha, quá trời rẻ luôn, khỏi có đâu mà bán gì luôn. Lên nè, đó cô chú chị mình thấy rõ ràng không? Về còn cái trường hợp đó em nói luôn nha, ở đây là em chỉ chăm sơ nhớt qua thôi, đừng em test thôi chứ em không có thay nhớt trong đây nha. Nói về cô chú anh chị mình muốn xài ngon nữa thì cô chú anh chị mình mở cái nhớt mình thay ra, nếu anh em là xuyên cái nữa xúc dầu sơ ngang cái nữa rồi hả thay cái nhớt xịn xịn vô chút xíu đó rồi hả xài nha. Còn ở đây thì em chỉ test lên xuống thôi, nói chung là nhiều khi em test nhớt không được tốt nữa đó, định cô chú anh chị mình về thay cái nữa. Rồi con này rất là đẹp nha, con này em bán 450 ngàn, đúng là con này đi coi, con này 500, con này 500 nha, con này đẹp quá, nói con này hơi to nữa, to mà đẹp, bán 500 nha, mã 204 bán 500. Rồi qua 205 lại nào, 205 là em có cái chân này nha, đó cái chân này đầy đủ đồ luôn đó, đầy đủ đồ luôn nha, ba cái chân đồ vô ra phá đồ lại bình thường còn đầy đủ hết nha, chỉ có một cái là em để dưới đất vậy nè, rồi lâu quá rồi nó cũng hơi dơ xét, không phải xét nhưng mà dơ đóng bụi quá, đóng bụi à. Về anh em nào trong nghề thì mình về vệ sinh, giờ mua về được rồi vệ sinh đồ cho nó đàng hoàng rồi hết xài nha, chứ đồ thì nguyên cái này nó đủ đồ hết, còn những cái dây đai dây phá lại luôn nè. Đó, con này em để 450 ngàn nha. Rồi mã 205 nha. Rồi qua 206. 206 này em có mấy con Eto nè. Đây, có mấy con Eto nha. Đây 206. Cái thương hiệu nó là NPK nha. Cốt cốt vuông nha, không có thấy dấu hiệu nứt gãy ở đâu luôn nha. Đó, không có dấu hiệu nứt gãy đâu luôn, còn hoàn chỉnh tất cả luôn. Miệng đây em cứ dặn ra cho coi, miệng còn cực kỳ đẹp luôn nha. Con này thì hàm nó hơi nhỏ, hàm bề ngang hơi nhỏ thôi chứ còn nó mở được cái hàm rộng lắm nha, mở hàm được cực kỳ rộng luôn. Con này thì em thấy nói chung là mấy con này thì về chỉ vệ sinh sao bên ngoài thôi là bán thôi, là nó chạy bình thường, thành thử không có kiểm tra cái gì nữa hết trơn, tại nó đâu có gì để kiểm tra đâu đó, thì nó vậy thôi. Hai bên cái hàm đó nè, hàm còn cực kỳ vậy luôn, hàm còn cực kỳ mà có cái chống chỗ chống chợt luôn, chống chợt còn đẹp nè, găng không chôm chỏm luôn, nó xài không có nhiêu, chưa có dập cái này nữa, chưa có thấy dấu hiệu mà dập hay là chạy xước gì mấy cái này luôn, nó còn cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, chỉ có một cái là cái hàm nó nhỏ, với con ốc này giống như là lâu ngày xài lâu ngày nó hơi nhóm nè, nó không sát vô trong chứ nó không có gì chứ, cái đó là những cái lỗi quá trời nhỏ này. Lỗi đó thay thế em không nói luôn đó. Nhưng mà có sao nói vậy thôi. Hàm này hàm 8 phân nha, hàm này hàm 8 phân. Rồi thì con này em bán cho cô chú anh chị mình là không biết bán nhiêu luôn, 600 ngàn. Đó, được thì làm 600 ngàn, mã 206 nha, con Eto này 600 ngàn. Rồi qua con 207 là con này đây, con này còn cũng nguyên dạng luôn nha. Đây, vô ga bình thường, con này hình như là nó nằm trong trên cái khoang bàn hay gì ta, biết phải không, cái con này thì còn ngon lắm, con này thì găng cỏ còn như mới vậy đó, vô ga bình thường hết nha. Đây con này đây, em sẽ lặt giáp dòng nó cho cô chú chị xem, còn rất là nguyên dạng luôn, nước sơn còn zin luôn đó, còn rất là đẹp nha, xài được thì xài. Đây, bề ngang của nó đây.
bề ngang của nó tới 1 tấc 65 lận nha, 1 tấc 65. Con này em bán 450.000 nha, 450. Rồi con này em bán 450.000 nha, mã 207 nha. Rồi qua 208. 208 thì con này, con này có xây bàn được nha. Đây xây bàn dòng giáp dòng được nha. Qua lại. Đi qua còn đi lại. Đây. Xây được nè nha. Đó, con này thì còn cực đẹp luôn. Nói chung là đợt này tâu là hàm đẹp không. Rồi con này thì nó bị không phải là lỗi, nhưng mà ở đây em nói cho cô chú anh chị nghe, cái lông đền này nè, nó xài nhiều nó kẹp đau quá, cái lông đền nó bị hơi quẩn chút xíu nè. Đó, giờ mình thay thế mình rút cái con lắc bi này ra, rút lắc ngang này ra, mình kiếm cái lông đền dày dày cắn vô. Đó, đổi miếng lông đền này đi, lông đền này xài lâu ngày nó bị giống như là bị khớp vậy đó, nó bị quẩn ngược cái lông đền nè, chỉ có mấy lông đền này không chứ không có gì cho. Còn găng đây, găng hai bên cái lử này giờ găng còn nhám nha, ngang bên hàm nè còn nhám nè. Rồi thì cái hàm này coi em đo bề ngang coi, bề ngang hàm này được 90 nha, được 90. Rồi con này em cũng bán 450.000 luôn, không biết cũng chưa có tính lời lỗ gì được gì chứ, nhưng mà cái này là mấy cái hàng này là em lựa về nha, lựa về đăng cho nó có đồ thôi, chứ thiệt ra thì mấy con này không phải là nằm trong tiệm của em đâu. Mấy con này em lựa về bán, nói chung là lời lỗ thì cái này em không có tính mấy cái này nữa rồi. Ví dụ nó có lời được chút đỉnh thì mừng, hoặc nó có phá què cũng được, nó định cho có cái độ mình đăng thôi. Đó, em nói là rõ ràng gì luôn, nó có lỗ công được chút đỉnh công vệ sinh cũng không sao. Nó nhưng mà có cái đồ được mình đăng cho cô chú anh chị mình có lực, cho em có lực xem nhiều thôi, định bán được nhiều hàng thôi, chứ thiệt ra thì mấy hàng lựa này bán không lời. Rồi tiếp tục tới con này. Đây con này thì em nói coi con này tình trạng nó luôn nha. Đây. Con này thì khi về á là nó bị cong hai cái này. Hai cái thanh này. Đó, em lấy rút hai thanh này ra luôn, em làm hai cái thanh mới lại. Đó, cứng cáp lắm nha. Nhưng mà nó khi đã cong cái thanh này thì cái cốt giữa nó hơi cong nhẹ nha. Nhưng mà em làm lại rồi, em không có cái cốt giữa thì nó cũng không quan trọng gì, nó cũng cong, cái độ cong rất nhẹ. Nó chỉ bị sượng khi mình lăn vậy nè. Rồi đó, chứ nó cũng hoạt động bình thường. Nó chỉ sượng khi mình lăn nhẹ vậy thôi. Nó sượng cái dòng nào nó cũng sượng nha. Tại vì nó hơi quẩn nhẹ thôi. Cái này anh em nào về có điều kiện á, ép nhẹ lượng được mà, nhưng mà cái này giá trị có nhiêu đâu mà nè. Quan trọng vô đó. Nó thì con này thì em nói tình trạng nó có làm lại nha. Đó, anh em nào cảm thấy xài được thì xài. Thì em thấy thì trước mắt thì nó cũng ok hết đó. Thì con này thì hàm bọng gì không có thấy dấu hiệu mẻ mọt hay hoặc gì luôn nha. Hàm còn cực kỳ đẹp, thân còn như mới luôn. Nhưng mà về nó cắn ở đâu không biết, nó bị quẩn ngang nhẹ chút xíu. Rồi em mới lấy ra luôn, em đổi cho nó thành hai cây cốt trắng này nè. Cây cốt trắng này giờ em đổi rất là đẹp nha. Nhưng mà còn cái lỗi cái là cái cây cốt giữa nó hơi bị ẩn nhẹ chút xíu thôi. Chừng 1% à. Thành thử nó còn xài được, nhưng mà dặn nó có một cái chiều nó hơi gích nè. Nhưng dặn vẫn bình thường nha. Nhưng mà tới chiều nó gích. Cái đồ này, thằng này còn đầy đủ nha. Nó, hàm nó thì cũng còn đẹp luôn. Rồi con này em cũng sẽ bán rẻ luôn. Con này hàm được 6/3 nha. Đó. Con này em bán 250.000 thôi. Đó, là em nói thẳng luôn. Cái tình trạng vậy nha. Về cô chú anh chị mình đừng hỏi em ở đồ sữa, đồ o, đồ này kia là không phải nha. Đó, thì bỏ nó uổng, thấy nó mới quá bỏ uổng. Bây giờ làm lại mình bán rẻ, anh em nào cảm thấy xài được xài. Nhưng mà có thể em không dám bao xài thiệt, nhưng mà em thấy con này rất là chất lượng luôn. Nó em đóng vô rất là cứng nha, hai cái chốt này nè. Em đóng vô rất là cứng, giả lại em có thêm đổ keo trước khi đóng nha. Chắc có lẽ hai cái cốt này nó sẵn sàng chịu được. Nhưng mà con cái nó chỉ còn lỗi một cái là dặn nhẹ, dặn nó hơi sượng nhẹ nè. Nó chứ nó không có gì chứ. Giờ mình đi
đi gò khò nó, mình đi bẻ nó thì nó đau quá, cũng không có nhiêu tiền để làm. Thôi giờ em bán thí gì đó, anh em nào cảm thấy xài được xài, hay là trên phương cương diện là anh em nào có xưởng có gì đó muốn sửa gì được cứ sửa, còn đây em không sửa gì. Rồi mã 209 nha, em bán 250 ngàn, giờ cũng là cái mã cuối cùng nha. Rồi, nghỉ chào cô chú anh chị mình.